bật Lào 2021 lên nhá. Mình muốn ghi chú thì mình thích vào đây. Ở đây thì mình sẽ ghi là Tuấn Anh. Thì đây chính là tag cố định. Tag cố định là những cái tag mà nó không thay đổi và nó sẽ giống nhau trong mọi trang giấy. Ví dụ như là tên của kiến trúc sư này, tên của địa điểm này, hay là tên của công trình này, tên của khách hàng này. Còn nếu chúng ta muốn nghiên cứu về tag có thuộc tính thì các bạn vào trong phần tag Customize Auto Tag. Các bạn sẽ thấy rằng là rất là nhiều thuộc tính đúng không? Và các bạn chú ý cho mình cái từ khóa này nhá. Client name này là tên của khách hàng này. Mình sẽ kéo xuống bên dưới này. Giả sử ở đây mình chọn là page number. Chúng ta có thể là rename ở đây này. Để chúng ta Ctrl C, tức là chúng ta copy một cái ký tự này. Bây giờ mình ra bên ngoài nhá. Sau đó mình Ctrl V, paste vào đây, đi ra ngoài. Tự động nó sẽ nhảy là 01 này. Mình đang ở trang số 1, nó sẽ tự nhảy là 01. Ctrl C cái thuộc tính này. Sau đó mình sang trang số 2 này. Ctrl V sang này. 02 này. Tự động nó sẽ là 05 đúng không ạ? Bây giờ mình lại tiếp tục vào đây. Mình ấn nút cộng. Mình thêm một cái trang mới. Các bạn lại Ctrl V này. Và tự động nó sẽ nhảy. Nói chung là cái tích thuộc tính này này, chúng ta sẽ ném vào trang giấy nào thì nó sẽ thể hiện thuộc tính của trang giấy đó. Nó rất đơn giản và rất hiệu quả các bạn nhé. Ở trong phần mềm SketchUp thì cái việc tô màu nó khá đơn giản. Các bạn chỉ cần vào trong cái bảng Paint Bucket, sau đó thì các bạn chọn cho mình một cái chủ đề phù hợp ở đây là xong. Ở đây thì mình chọn color nhá, và mình chọn một cái màu bất kỳ. Và mình tô sang cái miếng bên này. Thế nhưng rằng là để mà phối màu ở trong một công trình ấy thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có nhiều kỹ năng hơn. Mình xin chia sẻ một số cái phương pháp tô màu của mình nhá. Trước hết thì muốn tô được màu sắc trong công trình kiến trúc thì các bạn cần phải có sự hiểu biết về màu sắc đã. Ở đây thì mình có thể lên trên Google, search cho mình một từ khóa là vòng tròn màu sắc. Các bạn phải đọc và hiểu được cho mình những cái ý nghĩa của màu sắc đã. Ví dụ trong trường hợp này, đây là cái hệ màu tương phản này. Hệ màu tương phản là cái hệ màu nó đối diện với nhau trong cái bảng màu và nó sẽ tôn nhau lên. Các bạn thấy rằng ở đây là màu vàng và màu tím này, nó đối diện với nhau trong bảng màu đúng không? Như vậy thì nếu mà chúng ta có một bông hoa vàng thì chúng ta phải chụp ảnh trên một cái nền màu tím thì nó mới đẹp được. Và ngược lại, nếu mà chúng ta có một bông hoa màu tím nhá thì chúng ta sẽ phải chụp ảnh trên một cái nền vàng thì nó mới tương phản và nó sẽ nhấn đối tượng của bạn lên được. Tương tự thì chúng ta sẽ tìm hiểu cho mình những cái ý nghĩa của những cái màu này. Còn nếu mà chúng ta lăn tăn và cũng chưa tìm được một cái định hướng về màu sắc thì chúng ta có thể lên trên Pinterest nhá, và các bạn search cho mình một cái từ khóa được gọi là tone color. Chúng ta có thể tham khảo một số cái tông màu của các nghệ sĩ khác làm để chúng ta bắt chước theo nha các bạn. Ở đây thì mình lựa chọn này. Giả sử trong trường hợp này mình tiếp vào đây đi. Mình thấy bộ màu này đẹp nhá. Mình sẽ lưu cái bộ này về bằng cách chuột phải này. Lưu hình ảnh này. Các bạn thấy rằng là 6 màu phối hợp trong một cái khung cảnh như thế này. Mình vào trong phần mềm của mình và mình cũng vẽ cho mình 6 cái màu ấy ra. Chúng ta về mặt bằng cho dễ kiểm soát này. Mình vẽ thêm một cái tấm to nữa nhá. Mình sẽ vào trong phần File, Import. Sau đó thì mình sẽ chọn cái ảnh chúng ta vừa tải về nhá. Và các bạn nhớ rằng chọn cho mình định dạng là texture ở góc này thì nó sẽ hiểu là vật liệu. Mình Import, sau đó mình đưa vào trong. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể lấy cái màu này để tô vào các bảng bên dưới thì chúng ta làm như sau. Trước hết các bạn hãy tô cho mình 6 cái màu độc lập và riêng lẻ ở các cái bảng này. Giả sử ở đây thì mình sẽ tô màu này nhá. Và các bạn nhớ cho mình này, trước khi tô màu thì chúng ta nên tích vào cái kiểm này, Grid Material. Nó sẽ tạo và nó nhân bản ra một cái màu y hệt với cái màu gốc này để cho chúng ta làm việc. Như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái màu gốc của chúng ta.
Tương tự nha, mình sẽ tô đối với những cái bảng còn lại. Sau khi tô xong 6 cái màu này nhá, thì chúng ta làm như sau. Bây giờ này, mình tích vào cái thùng sơn này. Sau đó mình tích vào trong cái phần Same Paint này. Cái công cụ là cái bút thí nghiệm này này. Bây giờ mình tích vào trong cái màu này nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng bảng màu của chúng ta nó đã trở về cái màu này. Và sau đó chúng ta chọn Edit để chúng ta thay đổi tông. Ở đây có một kiểm rất là quan trọng, đó chính là cái kiểm này này. Nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cái màu sắc thành một cái điểm màu ở trên màn hình của chúng ta. Bây giờ mình tích vào đây và mình chọn một cái điểm màu ở này ở trên màn hình. Các bạn thấy không? Hai cái tông màu này nó đã tương tự như nhau rồi. Tương tự nhá, mình sẽ làm đối với các màu còn lại. Chúng ta đã nhanh chóng tạo được những cái màu nó tương đồng với cái bộ này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng những bộ này để phối vào trong công trình của mình nhá. Ở đây mình sẽ có một ví dụ như sau. Giả sử mình sang một công trình như này nhá, sau đó mình để cái bộ màu ở đây nhé các bạn nhé. Mình có thể thu nhỏ nó lại này. Thì các bạn thấy không, ở đây này, cái phần nền này nó là màu xanh đúng không? Đây chúng ta có thể rằng lấy phần mềm ở đây này, hút màu ở đây này, sau đó chúng ta tô vào cái nền này của mình. Tương tự này, cái này là màu cam đúng không các bạn? Thì tương tự này chúng ta cũng sẽ tô cái ghế này màu cam. Tương tự nhá, chúng ta sẽ tô những cái bảng màu khác nhá, để nó gần giống cái bộ này nhá các bạn nhá. Chắc chắn rằng là trong sự nghiệp kiến trúc sư của các bạn, chúng ta sẽ phải phục chế rất là nhiều. Ví dụ như là các kiến trúc sư phục chế lại hiện trạng của một công trình này, hay là các cái bạn làm về cảnh quan hay là các khu di tích này, chúng ta cần phải dựng lại cái hiện trạng đúng không? Vậy làm như thế nào để có một cái bức ảnh mà chúng ta có thể phục dựng lại nó một cách tương đối chuẩn, thì chúng ta làm như sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nói về một số các quy tắc trong phối cảnh các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái hình hộp như này. Và chắc hẳn là bạn nào học kiến trúc chắc cũng biết cái quy luật này rồi. Tức là mọi các thành tố này nó sẽ đều tụ về bên trái hoặc bên phải đúng không? Các bạn nhìn này. Hình phối cảnh thì sẽ được tạo nên bởi cái quy tắc như thế này, tụ về hai phía. Bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc này để chúng ta phục chế thử một cái hình ảnh. Các bạn vào trong phần File, Import. Các bạn hãy chọn một bức ảnh đó đi, giả sử ở đây chúng ta chụp được một cái bức ảnh này. Chọn cho mình một cái địa kiểm là New Master Photo. Một cái giao diện rất là nguy hiểm hiện ra đúng không? Các bạn nhớ cho mình nhá, đây hai cái trục bên trái này là hai trục màu đỏ này, hai trục bên phải này hai trục màu xanh này. Hai trục bên phải này chúng ta chỉ cần kéo song song với các nửa bên phải là được. Tương tự này, hai trục bên trái này chúng ta chỉ cần kéo song song với các nửa bên trái là được đúng không? Có thể là nó nằm ở đây đó, hoặc là có thể nó nằm ở đây, không sao cả. Cái này nó đòi hỏi các bạn phải mắt tinh nhá. Vừa vẽ này, vừa kiểm tra lưới này. Và mình nhìn ở đây thì mình thấy rằng cái góc này là cái góc vuông nhất. Thế thì mình có thể rằng chọn góc này là góc tọa độ đi. Các bạn quan sát nhá, cái lưới của chúng ta nói chung với lại cái lưới của hình vẽ phối cảnh là được. Thanh này dài hay ngắn không quan trọng các bạn nhé. Tích ra ngoài để kết thúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình như thế này. Trong quá trình để khối nhá, thì chúng ta sẽ tích vào camera ở góc này. Chúng ta cứ vẽ đến đâu chúng ta lại để khối đến đó.
Và nguyên tắc làm việc của cái này nhá, là chúng ta đã biết được một cái điểm chuẩn như này rồi thì chúng ta cứ phát triển từ cái này ra nhá. Ví dụ như khối bên trên này. Khi nào chúng ta phát triển xong khối bên trên này này, thì chúng ta lại từ cái khối bên trên này chúng ta phát triển ra khối bên dưới nhá. Và sau một hồi phục chế thì công trình của chúng ta sẽ được như thế này. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đo kích thước của hai điểm chuẩn thôi. Giả sử công trình này ngoài thực tế các bạn được đo được cái đoạn này từ đây đến đây, đó là 400. Thì tương tự trong cái này chúng ta cũng sẽ cho cái tỷ lệ trở về con số phù hợp nhé. Mình tích vào cái này này, sau đó mình tích vào điểm thứ nhất này, tích điểm thứ hai này, sau đó mình chọn là 400. Cả bài vẽ của chúng ta nó sẽ nhảy về cái tỷ lệ đáp ứng đúng tiêu chí là hai cái này bằng 400. Thì đó là cách phục chế trong cái phần mềm SketchUp. Nếu mà các bạn lưu file thì các bạn lưu file như thế nào? Chắc là chúng ta vào trong phần file Sketch và chúng ta lưu đúng không? Ồ không, nếu mà chúng ta lưu như này thì chắc chắn là bài vẽ của bạn nó rất là nặng. Nếu mà chúng ta lưu file mà chúng ta để hiển thị cái khung nhìn này nó nhiều đối tượng thì cái việc lưu này nó rất là nặng và mất cho các bạn rất nhiều thời gian. Đối với mình thì mình sẽ lưu file như sau. Mình sẽ ngước lên trên trời để cho khung cảnh nó không có gì nữa xuất hiện trong này nhá. Sau đó thì mình để cho nhanh thì chúng ta có thể tạo một cái camera. Ở đây thì mình tạo một camera là kết thúc. Đây là cam kết thúc của mình nhá. Mình di chuyển nó xuống này. Cam thường này. Cam này là cam làm việc này. Cam này gọi là cam kết thúc này. Khi mà mình xuất file ấy, thì mình sẽ chọn cam kết thúc này. Là khung cảnh của chúng ta nó sẽ không có một cái gì cả. Sau đó mình sẽ vào trong phần file CPS. Các bạn hãy thử đi. Cái file của chúng ta sẽ lưu nhanh hơn trong khoảng từ 20 cho tới 35% đó. Rất nhiều bạn thích cái chức năng này bởi vì nó chỉ cho phép chúng ta hiển thị những cái công cụ nào mà các bạn cần thiết thôi. Còn những cái nào mà chúng ta ít dùng thì chúng ta sẽ không cho nó hiển thị. Như vậy thì cái khung làm việc của chúng ta nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Cách làm như sau. Vào trong phần View Toolbar, mình tích vào phần New để tạo nên một cái công cụ mới. Trong cái bảng này này, mình sẽ kéo và thả những cái công cụ mà mình muốn. Các bạn chú ý nhá, nếu mà chúng ta ấn nút Close thì chúng ta sẽ kết thúc và chúng ta sẽ không tạo được cái này nữa. Thì mình sẽ kéo thả như sau. Mình sẽ kéo lệnh Line từ bên này sang một cái thanh công cụ mới. Và các bạn sẽ thấy rằng ở công cụ cũ nó biến mất đúng không? Chúng ta kéo và thả những cái công cụ mà chúng ta hay dùng các bạn nhé. Sau khi hoàn thành này, chúng ta ấn nút Close này. Cái thanh công cụ này nhá, tạm thời chúng ta có thể ẩn đi. Thanh công cụ mới của các bạn đây. Chúng ta có thể cầm cái cạnh này nhá, chúng ta kéo dọc ra nha. Sau đó chúng ta tích đúc vào đây này. Hoặc là chúng ta ném sang bên này đúng không? Đã gọn gàng hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể vào trong phần phía bên phải này này. Chúng ta tạo một cái khay mới nhá. Cái việc này cũng sẽ làm cho các thao tác của các bạn quản lý nó nhanh hơn. Ở đây thì mình sẽ vào trong phần Windows và sau đó mình sẽ chọn là New Tray. Trong trường hợp này nha, mình chọn Component này. Và ở đây thì mình sẽ ghi là Com, mình As này. Nó đã xuất hiện một cái khay mới ở chỗ này. Và cái khay này chỉ có quản lý riêng đối tượng Component mà thôi. Cái việc này thì nó sẽ làm cho các bạn quản lý nó thuận tiện hơn nhá. Nó tránh phải tìm quá nhiều khay ở trên này. Các bạn nên mua thêm một cái màn hình nữa. Chúng ta sẽ có hai màn hình để làm việc. Một màn hình là vẽ mô đồ và một màn hình là thư viện. Như vậy thì các bạn vẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giả sử trong trường hợp này mình có một cái bảng thư viện ở bên trái này. Sau đó mình muốn cái gì thì mình chỉ cần kéo sang bên phải là xong. Các bạn thấy không ạ? Nó khá là thuận tiện.